Lời nói đầu tiên, Đức Nam Mê Lóc chúc cho toàn thể cộng đồng nhân dân Việt Nam ta thật nhiều sức khỏe, bình an mùa đại dịch này. Hôm nay em làm chủ đề về nấu chè kiểm miền Tây. Nay mình mua dụng cụ này gồm phay lang với phay mì với phay môn với bí gợ. Nay mình sẽ nấu món chè kiểm miền Tây. Đáng lẽ phải có trái sa kê với mít với dừa với hầu kỳ nữa, mà dịch mình không mua được nên nấu đỡ những thứ mình có. Khoai lang mình đã rửa xong hết rồi, giờ mình tiến hành mà mình lột vỏ ra rồi mình bào, mình sắc nó ra mình nấu thôi. Nãy giờ mình lọc vỏ xong rồi, giờ mình rửa sạch sẽ mình bào nó. Giờ mình tiến hành mình bào khoai mì. Cái bàn bào khoai mì này nó hơi khác hơn người ta. Cái bàn bào khoai mì này mình mua ở bên Hồng Kông á, bên Hồng Trời Lớn á, mình về mình phải chế biến lại nữa mình mới vào được. Vào xong mình sẽ đem cái này đi hấp rồi mình sẽ nấu chè. Cái món chè này hồi thời thơ ấu á, mẹ mình hay nấu cho mình ăn. Bây giờ mình đã bào xong rồi, phơi mì, phơi lan với môn mình cũng đã gọt ra rồi. Giờ mình sẽ đem phơi mì này đi mình nắng hình này hình kia vậy đó, rồi mình sẽ đem đi hấp. Hấp cho nó chín, chờ nồi chè chín mình bỏ vô. Đây mình đã nắng xong rồi, chờ xíu mình đem hấp thôi. Giờ mình tiến hành vắt cốt nước cốt dừa để chờ chè chín mình đổ nước cốt dừa vô. Những dụng cụ nãy giờ mình chế biến xong hết rồi, bây giờ bắt nồi lên mình hấp phay mì và nấu chè thôi. Bỏ miếng nước với đáy nồi đang mình hấp.
Anh đây mình cũng bắt nồi chè lên mình nấu chè. Này là tráng đậu đó, hồi mình ra mình bỏ lên mặt cho nó thơm ngon hơn. Này mình có bỏ thêm bột khoai với bỏ đường, tùy theo cái lượng ăn ngọt của mình mà mình bỏ lượng đường khác nhau. Đây là phai mì mình hấp nãy giờ, nó đã chín rồi, chờ chè chín mình bỏ vô, nó rất là đẹp. Chè mình nấu nãy giờ lâu nó cũng đã sôi rồi, mình sẽ vớt bọt nó. Giờ mình vớt bọt nó ra bỏ. Đây là phai mì nãy giờ mình hấp nó đã chín rồi, mình sẽ tắt bếp thôi, chờ chè chín rồi bỏ vô trong chè. Giờ nồi chè nó chín rồi, mình tiến hành mình đổ phai mì vô. Mì nãy giờ mình hấp chín rồi. Đổ thêm mấy tô nước cốt dừa vô, nãy mình chuẩn bị sẵn rồi, mình đợi cho nó sôi mình tắt bếp thôi.
Đây là những thành quả hai vợ chồng mình làm từ sáng giờ đây. Giờ mình dọn ra ăn, mời tất cả mọi người ăn chung với gia đình mình ạ. Nữa mình mời tất cả mọi người ăn chè với gia đình mình ạ. Video mình làm đến đây đã kết thúc ạ. Hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo. Cuối lời một lần nữa, em chúc cho toàn thể nhân dân ta được thật nhiều sức khỏe, bình an mùa đại dịch này. Mọi người xem video nhớ like và chia sẻ, đăng ký kênh, ủng hộ em nhé. Em cảm ơn rất nhiều. Cuối video em có làm cái gì sai sót, xin mọi người vui lòng hãy bỏ qua.